động về tai nạn đuối nước xảy ra với trẻ em. Nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh. Do vậy, việc trang bị kỹ năng cho trẻ tránh đuối nước là trách nhiệm của toàn xã hội. Thế nên bên cạnh chủ trương phổ cập dạy bơi và học bơi của ngành giáo dục, sự tham gia của các tổ chức xã hội vào việc làm này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho trẻ tiếp cận được với kỹ năng phòng tránh đuối nước. Một buổi học bơi tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ An. Tại đây có rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ dạy bơi và kỹ năng phòng tránh đuối nước miễn phí. Tuy trong chương trình giáo dục có chủ trương phổ cập bơi cho trẻ tiểu học, song không phải trường nào cũng đủ điều kiện thực hiện. Do vậy rất cần những lớp học mở tại các trung tâm như thế này để trẻ, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với kỹ năng bơi. Con đi học bơi để cứu mình trong khi bị đuối nước. Xã hội hóa hình thức dạy bơi cho trẻ là một trong những cái giải pháp cần thiết để thực hiện tốt cái mục tiêu phổ cập bơi cho học sinh. Bởi vì khi nhà trường, gia đình và xã hội cùng cộng đồng cùng chung tay thì một cái mục tiêu giáo dục sẽ hoàn thành tốt hơn. Hiện nay, nhận thức của xã hội về tầm quan trọng phải dạy bơi cho trẻ đã nâng cao hơn trước. Một số địa phương đã khởi động việc xây dựng bể bơi và đưa vào hoạt động các trung tâm dạy bơi, qua đó phần nào đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thêm vào đó là chủ trương xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự chung tay của gia đình và các đoàn thể xã hội trong việc phổ cập bơi lội đang phát huy vai trò và đem lại những kết quả tích cực. Bơi là có được kỹ năng sống, với lại đang luyện thể thao cho có sức mạnh, sức khỏe. Những kỹ năng giúp con nổi trên mặt nước, nước và thở nước. Với lại cách bơi. Tôi cũng có một cái nguyện vọng là xây dựng cái hồ bơi để vừa là kinh doanh mà vừa là phục vụ cho cộng đồng. Trong đó cái việc mà dạy và huấn luyện cho các em học sinh thanh thiếu niên nhi đồng trong việc chống đuối nước là chính. Bơi lội là môn thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần phòng tránh đuối nước. Tình trạng nhiều trẻ em bị đuối nước trong thời gian qua đã cho thấy việc cần thiết của việc dạy và học bơi. Tuy nhiên, để đảm bảo tính mạng cho trẻ, thì biết bơi là chưa đủ, mà trẻ cần phải được trang bị kỹ năng bổ sung, thì công tác phòng chống đuối nước mới thực sự hiệu quả. Lâm Đồng vừa phê duyệt chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 2018 với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng phân bổ cho 4 hạng mục xây dựng, vệ sinh toàn xã, cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực truyền thông giám sát, đánh giá. Theo kế hoạch năm 2018, chương trình sẽ tiến hành đầu tư cho 5 xã thực hiện mô hình vệ sinh. Mỗi xã có ít nhất 70-80% hộ gia đình có điểm rửa tay bằng xà phòng, có nhà tiêu cải thiện. Đồng thời nâng cấp công trình nước sạch nông thôn, đấu nối cho hơn 1.500 hộ gia đình sử dụng, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu cho hơn 1.200 hộ gia đình khác. Ngoài ra còn tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin, mở các lớp tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành ở địa phương. Mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại các tỉnh tham gia dự án. Xử lý rác thải sau thu gom nhằm mục đích giảm ô nhiễm và áp lực về địa điểm chứa rác, nhất là ở các đô thị. Thực tế, trong nhiều năm qua, các địa phương đã dành một nguồn vốn đáng kể cho công việc này. Tuy nhiên, thì sau khi đầu tư, không ít xưởng nhà máy xử lý phân loại rác lại không thể sử dụng. Vậy đâu là nguyên nhân? Phản ánh của phóng viên thời sự. Xưởng tái chế nhựa và dây chuyền thiết bị sản xuất,